Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với LC Thiên Đường của Bộ Nam Đẹp. Chúng tôi là đơn vị chuyên nhập khẩu, sản xuất và mua bán lẻ các mẫu quần jean nam số 1 trên thị trường hiện nay. Ngày hôm nay tôi sẽ lên cho các bạn một mẫu quần bò ống đứng, dạng ống đứng nhé các bạn nha. Chiếc quần này của chúng ta thì vừa nhìn vào thì các bạn cũng có thể thấy chiếc quần này có một tông màu rất là sáng, đó là màu xanh trắng, và phía dưới đây chúng ta được quát bạc, nó cực kỳ sáng và nổi bật. Chiếc quần của chúng ta được thiết kế túi rất là rộng rãi, rất là to bằng những, và được may bằng những đường chỉ đôi cực kỳ là chắc chắn, có những đường chỉ song song rất là chắc chắn luôn các bạn ạ, cực kỳ là đẹp, rất là chi tiết này các bạn nhìn này đó. Và đặc biệt là đây trên túi chúng ta được may một cái tag, nó được đính với tag bằng kim loại và da phía dưới đây bằng kim loại nha các bạn nha, sáng bóng luôn này. Đó, tên của thương hiệu rất là đẹp, cực kỳ là sang, nhìn rất là sang luôn các bạn ạ. Giờ thì mình sẽ mở ra cho các bạn xem phía bên trong. Ở mặt trước của chiếc quần thì chúng ta được vuốt bạc hai bên đùi, nhìn rất là nổi bật, cực kỳ là sáng, và tông màu xanh trắng này thì nhìn rất là sang các bạn ạ. Mẫu quần này thì phù hợp với mọi lứa tuổi, mặc đi chơi hay đi dự tiệc cũng rất là hợp, nó cực kỳ tuyệt vời. Ở phía bên trên đây chúng ta có túi quần và những chiếc đinh tán được làm bằng kim loại, sáng bóng luôn nhé các bạn nha, và được điêu khắc vô cùng là tỉ mỉ này, rất là chi tiết. Trên túi nhỏ này của chúng ta thì còn được may một tấm vải tên của thương hiệu đây nhá, một tấm vải tên của thương hiệu này các bạn ạ. Túi quần thì vô cùng là rộng rãi, có thể bỏ vừa được ví tiền và những mẫu điện thoại to nhất. Vải thì may túi thì cũng cực kỳ là mềm mại, đây các bạn nhìn này, rất là mềm, nó rất là mềm và cực kỳ là thoải mái khi chúng ta mặc. Quy quần thì cũng được làm bằng kim loại nha các bạn nha, rất là sáng và được điêu khắc rất là tỉ mỉ. Đây, khóa quần của chúng ta thì được làm bằng đồng, nguyên chất 100% và cực kỳ là trơn tru và mượt mà, không thể làm bị han gì được vì được làm bằng đồng, rất là bền, rất là tốt. Giờ thì mình sẽ cho các bạn xem phía bên trong của chiếc quần. Đó, bên trong của chiếc quần thì các bạn có thể nhìn thấy vải này rất là đẹp, đường vải cực kỳ đẹp luôn, và những đường chỉ thì đều là những đường chỉ đôi màu vàng rất là sắc nét. Những đường chỉ đôi này thì các bạn nhìn thấy rất là dày và được may rất là cẩn thận luôn, rất là thẳng và đều, cực kỳ đẹp vì được sử dụng công nghệ may tân tiến nhất các bạn ạ. Túi quần thì cực kỳ rộng rãi, lúc nãy mình đã cho các bạn xem rồi đấy, rất là rộng rãi luôn. Đó, đây các bạn cũng thể nhìn thấy ở mặt sau của chúng ta thì hai bên mông được vuốt bạc và được thiết kế hai túi rất là cân đối, đều các đường may đều là những đường chỉ đôi, khiến cho chiếc quần của chúng ta vô cùng là chắc chắn và bền bỉ, sẽ không thể nào bị bục rách được. Anh em cứ yên tâm mặc thoải mái, vận động mạnh cũng không sợ bị bục rách. Phong quần của chúng ta là quần ống rộng nha các bạn nha, đó, thế nên ống quần của chúng ta cực kỳ là rộng rãi và rất là thoải mái, có thể che được khuyết điểm ở chân của anh em, cực kỳ là tiện lợi luôn, rất là đẹp và cũng rất là tinh tế. Đó, ở gấu quần của chúng ta cũng được may đi để tạo điểm nhấn, những đường chỉ may cực kỳ là đều và thẳng, rất là đẹp vì được sử dụng công nghệ may tân tiến nhất. Chất liệu vải thì là cốt tông 100%, không co giãn, không phai màu và không sổ lông. Các bạn nghe này, nó rất là đanh, nghe cực kỳ là thích. Những đường may bên trong cũng vô cùng là đẹp. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu qua cho các bạn về mẫu quần bò nam ống đứng rất là đẹp, màu xanh xám. Nếu các bạn có hứng thú với mẫu quần này thì hãy liên hệ ngay cho em chỉ qua số Zalo và số điện thoại mình để phía bên dưới màn hình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.